Phúc Lâm thật xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Phúc Khang sẽ đi chợ hoa, thì Phúc Khang sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn những cái điểm bán hoa tại quận 7 nha cô chú anh chị và các bạn. Hiện thì Phúc Khang có mặt tại đường 15B, gần với ngã tư đèn xanh đèn đỏ của Phạm Hữu Lầu với đường 15B. Thì Phúc Khang sẽ chạy xe, Phúc Khang sẽ quay một đoạn cái đường hoa tại 15B nha cô chú anh chị và các bạn. Thì hoa Tết năm nay đường 15B khá là nhiều, các loại bông rất là đẹp, nhưng Phúc Khang thấy thì hoa thì cũng nhiều đó, nhưng mà người dân mua thì cũng khá là vắng nha cô chú anh chị và các bạn. Do tình hình năm nay làm ăn cũng hơi khó khăn cho nên là người dân cũng ít đi mua hay sao, khá là vắng. Đây là hoa nhãn thọ rất là đẹp. Đường 15B bên quận 7 năm nay bông khá là nhiều. Thì Phúc Khang đi xe máy đến khu Phú Mỹ Hưng, nhưng Phúc Khang quay sơ thôi chứ Phúc Khang không có xuống hỏi thăm coi giá cả thì hoa như thế nào. Đến khu Phú Mỹ Hưng thì Phúc Khang sẽ hỏi giá từng các loại bông cho cô chú anh chị và các bạn xem. Mai năm nay rất là nhiều nha cô chú anh chị và các bạn. Không biết giá mai như thế nào. Đến khu Phú Mỹ Hưng thì Phúc Khang sẽ hỏi giá cho cô chú anh chị và các bạn để biết. Hoa giấy năm nay cũng nhiều luôn. Hoa giấy đủ màu luôn. Đây đường đoạn đường 15B, nguyên một đường dài toàn là bán hoa Tết. Thì cô chú anh chị nào có gần khu quận 7 như là khu 15 đường 15B, nhà bè lân cận với quận 7 thì đến đây mua hoa ủng hộ cho các anh, các cô chú tại đây nha cô chú anh chị và các bạn. Hoa rất là nhiều, rất là đẹp luôn cô chú anh chị và các bạn, hoa rất là tươi. Chậu hoa cũng khá là lớn. Thì Phúc Khang đang đi xe máy cho nên là Phúc Khang không có đi vô quay, cũng không có hỏi được giá. Có thể là sáng ngày mai Phúc Khang sẽ ra đây, Phúc Khang sẽ quay và hỏi giá bán như thế nào cho cô chú anh chị và các bạn để được biết. Quá là nhiều luôn cô chú anh chị và các bạn, rất là đẹp. Bây giờ Phúc Khang sẽ chạy đến Phú Mỹ Hưng nha cô chú anh chị và các bạn. Phúc Khang sẽ chạy qua Phú Mỹ Hưng, Phúc Khang sẽ đi bộ, Phúc Khang sẽ hỏi từng loại hoa giá cả như thế nào tại khu Phú Mỹ Hưng. Mời cô chú anh chị và các bạn xem. Đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ nha cô chú anh chị và các bạn. Vâng, thưa cô chú anh chị và các bạn, hiện tại Phúc Khang đang có mặt tại khu Phú Mỹ Hưng đối diện với trường học Nam Sài Gòn. Phúc Khang thấy rất là nhiều loại bông luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Hoa giấy nhiều màu, rất là đẹp. Chậu hoa giấy rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Để Phúc Khang sẽ đi hỏi giá
những cái chậu hoa này như thế nào cho cô chú anh chị và các bạn xem. Đây là hoa giấy nè cả nhà, hoa giấy đủ màu á. Lúc cho anh hỏi là giá để cho bà con đầu biết đó, được không nè? Giá em là 8 triệu. 8 triệu à? 8 triệu một gốc. Cái này là 8 triệu một gốc nha cả nhà. Rất là đẹp, rất là đủ màu sắc luôn á. À, địa điểm là tại Phú Mỹ Hưng, đối diện với trường cao đẳng của Phú Mỹ Hưng nha cả nhà. Rất là đẹp, đủ màu luôn á nhà. Nè, gốc rất là to luôn nha cả nhà, chứ không phải nhỏ đâu nha. Một cái cây, một cái chậu là rất là to. Đây, một cái chậu như vậy là 8 triệu nè cả nhà. Đầy đủ màu luôn, rất là đẹp luôn cả nhà. Đây, cái gốc quá trời luôn nè. Cái này là chủ có báo giá luôn á cả nhà ơi. À, cô chú anh chị nào có nhu cầu thì cứ đến đây ủng hộ cho các anh bán hoa kiển. À, tại địa điểm là Phú Mỹ Hưng, đối diện với trường cao đẳng của Nam Sài Gòn. Gốc rất là to, rất là đẹp, màu hết. Rất là nhiều luôn, đầy đủ màu. Còn đây là hoa nhỡ thọ. Đây là hoa nhỡ thọ nha cả nhà. Rất là nhiều. Thì địa điểm bán thì ở khu Phú Mỹ Hưng, quận 7, đối diện với trường học của Nam Sài Gòn. Thì cái này để Phúc Khang hỏi thử giá bao nhiêu một chậu nha cả nhà. Cả nhà có nhu cầu đến đây ủng hộ cho các cô chú và bán hoa kiển tại Nam Sài Gòn. Rất là đẹp, chậu rất là to luôn, chậu to lắm nha cả nhà, chậu rất là to. Đây là hoa cúc. Hoa cúc chậu rất là to, chậu khủng khiếp luôn. Thì địa điểm bán hoa hàng năm hiện tại khu Phú Mỹ Hưng, đối diện với trường học Nam Sài Gòn. Cây quất. Còn đây là mai thì đủ các loại, chậu lớn chậu nhỏ, đủ cũng rất là nhiều luôn nha cả nhà, quá trời nụ luôn.
cũng lớn nha mọi người. Gốc mai quá to. Đây thì Phúc Khang thấy có bộ cây mai rất là to luôn, nhưng mà giá thì không biết bao nhiêu để Phúc Khang hỏi giá thử nha cả nhà. Mai quá to luôn. Thì địa điểm bán hoa thì đối diện với trường học Nam Sài Gòn, khu Phú Quý Hưng quận 7. Bà con cô bác nào có nhu cầu đến đây ủng hộ cho cô chú. Cây mai này to quá to luôn nè cả nhà. Để Phúc Khang hỏi thăm thử cây này giá bao nhiêu nha cả nhà. Quá dữ luôn, cây này thì khủng luôn á. Có gốc nè cả nhà. Cái gốc mai không? Quá trời. Chị cho anh hỏi là cái cây này giá bao nhiêu chị? 150 triệu. Cây mai này là giá 150 triệu nha cả nhà. Cây khủng luôn á. Cỡ như cây. Cây này cao 3 thước mấy luôn nha cả nhà. Cỡ như cây mai mà ở siêu thị Phú Quỳnh ở quận nhất thì không có địa lý gì luôn. Thì cô chú các bạn có nhu cầu thì đến khu vực bán hoa tại Phú Mỹ Hưng đối diện với trường Nam Sài Gòn ủng hộ cho các anh chị và cô chú đang bán hoa ở đây. Cây mai Phúc Phan thấy đi không nổi luôn á. Nhìn quá trời bự. Quá tuyệt luôn. Mai nụ nhiều lắm nha cả nhà. Cây nào cây nấy nụ bông quá trời luôn. Thì hàng năm thì đường bán hoa thì tại Nam Sài Gòn năm nào cũng có tổ chức đối diện với trường tiểu học Nam Sài Gòn. Cô chú anh chị nào có nhu cầu đến đây ủng hộ cho các anh chị đang bán hoa ở đây nha. Đây là bông. Bông nhập họ. Rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Thì buổi tối ở đây cũng khá là đông nha cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị và các bạn cứ ghé đi ủng hộ cho các cô chú đang bán hoa Tết ở đây. Mai quá trời nụ luôn á cả nhà ơi. Đây là một nó nở rất là đẹp luôn. Quá trời bông. Chung xơi. Búp búp luôn. Quá trời bông. Đây cây mai này cũng nhiều lắm nè. Cũng lắm nè. Đây là hoa giấy nhiều màu. Đây là dạng thọ nha cả nhà. Địa điểm là đường Nguyễn Khắc Viện, Nam Sài Gòn. Khá là đông. Đi vô, điểm là cao, thấy gì
cây mai, cây cây hoa giấy quá chị. Phúc Khang hiện bây giờ đang vô bên trong nha cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại khu vực bên trong thì bông khá là nhiều luôn cô chú anh chị và các bạn. Ở đây là những bông mâm xôi rất là to và những gốc mai rất là lớn. Thì cô chú anh chị và các bạn nào có nhu cầu thì đến khu vực khu Phú Mỹ Hưng đến mua ủng hộ cho các cô chú anh chị và các thương lái đang bán hoa tại đây nha cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Phúc Khang đang đứng ngay chỗ bán hoa cúc. Những cái chậu hoa cúc rất là lớn, rất là to luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Rất là đẹp luôn. Quá trời bông luôn cả nhà. Đủ loại bông hết. Lan nha cả nhà, hoa lan quá trời đẹp. Ôi trời ơi, cũng đang có trang bất kịch nè. Ủa gì chưa? Dạ. Mấy đứa nhỏ đi chơi nó qua rất sầm hôm. Dạ. Hôm nay Phúc Khang đi đi quay video vô tình gặp người bạn cũ á nhà cả nhà. Minh. À mà chị đi tốt cho lắm. Đây anh Minh lâu lắm rồi Phúc Khang mới gặp lại nè. Người bạn của Phúc Khang rất là thân. Mình lúc này khỏe không? Buôn bán sao rồi? À, hơi chậm. Hơi chậm mà bán ở nhà. Cũng cái quán lúc trước cũ đó hả? Không, bây giờ nghỉ bán quán nhậu. Bây giờ bán cái gì? Gà rán. Gà rán hả? À, gà rán hơi chiên. Chợ qua nhìn. Còn đây là những chậu hoa cúc khủng luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Rất là đẹp. Chậu nào chậu nấy cả hai người khiên, ba người khiên luôn á cô chú anh chị và các bạn. Rất là to. Bông rất là nhiều, bông to nữa. Rất là nhiều, rất là đẹp. Thank you.
Góc rất là to.